Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong thủy May mắn. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của Thầy Gia Cát. Quý anh chị thân mến, thời gian vừa qua có rất nhiều câu hỏi được gửi về cho Phong thủy May mắn, đặc biệt là những câu hỏi của các gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 về các hung vận khí từng hướng vào năm 2020, Canh Tý nên khai sơn lập hướng những phương nào để đón được may mắn và tài lộc, mang lại bình an cho gia chủ. Hiểu được những lo lắng quan tâm của quý anh chị, ngày hôm nay chúng tôi đã làm một video về năm mệnh tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 và những điều cần phải biết khi xây nhà năm 2020 để quý gia chủ có thể tham khảo và chọn phương hướng hợp lý để khai sơn lập hướng, giúp ngôi nhà của mình đón được cát khí, vượng khí, gia chủ sinh sống trong đó được bình an may mắn, sức khỏe an khang, tài lộc tấn tới. Quý anh chị thân mến, việc quý anh chị lựa chọn đúng tuổi tiến hành đồng thổ để xây mới cho căn nhà của bạn mang lại phúc khí, vượng khí, giúp cho cuộc sống của gia chủ và những người thân sống trong nhà đó có được thuận lợi, hanh thông, con đường công danh tài lộc được mở rộng hơn nữa. Về vấn đề sức khỏe cũng sẽ được phù trợ khỏe mạnh, vui tươi. Tuy nhiên ngược lại, nếu quý anh chị chọn nhầm tuổi làm nhà, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vượng khí ngôi nhà, ảnh hưởng đến sự phát triển mọi mặt của toàn bộ gia đình, gây nên những tai ương khó tránh, dẫn đến hư hao tiền bạc, gia môn lục đục. Năm Canh Tý, người sinh năm 1998 học hành tấn tới, thành tích học tập càng ngày càng đi lên. Trong thời gian này thì mệnh chủ nên tranh thủ học thêm nhiều bằng cấp, chứng chỉ có lợi cho bước đường tương lai sau này, tạo nền móng vững chắc để sự nghiệp của mình được thuận lợi, suôn sẻ từ những bước đầu tiên. Song mệnh chủ cần lưu ý trong chuyện xã giao nên giữ thái độ khiêm nhường cầu thị. Mệnh chủ tự coi mình là nhất, không thích đi theo trào lưu, không thích tiếp xúc trò chuyện với ai thì càng khiến cho bản thân bị người khác ganh ghét đố kỵ. Hãy tự kiểm điểm bản thân, đứng từ phương diện của đối phương để suy nghĩ. Trong công việc, con giáp này tinh thần sa sút, sức tập trung kém nên dễ mắc phải sai lầm không đáng có, họa huyết quang đi theo, dễ tai nạn chảy máu. Trong năm làm gì cũng phải cẩn trọng, ngoài ra nhớ chú ý các bệnh về gan, thận, bàng quang. Mệnh chủ tuổi Dần sinh năm 98 nạp âm ngũ hành là thành đầu thổ, đa phần là người ngay thẳng, lúc trẻ cần kiệm phát đạt, dụng lễ đãi người, về già có cơ hội tốt. Năm 2020 Canh Tý nạp âm ngũ hành bích thượng thổ, thổ thổ tương đồng, cho nên mệnh chủ cần chú ý nhiều hơn về những bệnh hô hấp có thể gặp phải. Năm nay tuy làm việc có sự giúp đỡ của bạn bè thân thích cùng thế hệ nhưng cũng phải đề phòng những người không quen bị kẻ xấu chọc ngoáy, đừng vì người khác mà đứng ra bảo đảm. Để hóa giải những tai ách gây ra trong năm nay, mệnh chủ tuổi Dần cần mang bên mình kim bài thái tuế và vòng tam hợp huyết long Dần ngọ tuất để được thái tuế và quý thuần tương trợ, gặp hung hóa cát trong năm này. Mậu dương thổ gặp canh dương kim là thực thần, nghĩa là bản thân bị sinh xuất, đề phòng hao tổn tiền tài. Người tuổi Mậu Dần cần chú ý về phần tài chính trong năm nay nhiều hơn nên cân nhắc kỹ trước khi đầu tư hay là giao dịch. Nam mệnh sinh năm 98, năm nay thái dương chiếu mệnh, dễ dàng kết bạn với những người khác phái, có tình yêu mới, cũng thích hợp đi công tác, du lịch, những chuyến đi xa, có công việc chung. Yếu tố đầu tiên trong việc khai sơn lập hướng mới cần xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu hoang ốc tam tai và có hợp với tuổi của trạch đất nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 Canh Tý, gia chủ 23 tuổi theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ sẽ không phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ Mậu Dần sinh năm 98, 23 tuổi nên sẽ phạm phải hoang ốc. Xét đến tam tai thì nam mệnh gia chủ Mậu Dần sinh năm 98 cần tránh các năm tam tai thân dậu tuất. Năm nay 2020 Canh Tý theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên nếu có xây dựng mới thì gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 98 sẽ không nên đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu có tiến hành xây dựng mới cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Yếu tố quyết định tiếp theo của việc có xây được nhà hay không là vận của trạch đất nhà mình. Việc tiến hành xây dựng căn nhà sẽ được xây dựng tại trên trạch đất nhà mình nên việc xét cát hung vượng của trạch đất là rất quan trọng. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới một căn nhà, các phong thủy sư hay là thầy phong thủy cần tìm hiểu phân tích hình thế của con sông, dãy núi, con đường, kiến trúc về địa hình thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là cần thiết đối với tất cả mọi trạch đất cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau sẽ có những cách phân tích khác nhau nhưng vô hình chung cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy gọi là các thế sát loạn động.
Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu thì sẽ còn một phần khác cần xét tới khi các phong thủy sư phân tích cách cục căn nhà của bạn, đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi nguyên lý và hoạt động của vạn vật. Bởi khí là nguyên bản của vạn vật, thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Xung thời Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên có viết rằng: "Thiên địa hợp khí, vạn vật tự sinh", có nghĩa là trời đất hợp khí, vạn vật tự sinh. Trong sách Tế Thế Thiên lại viết: "Vạn vật chi sinh, câu đạt nhất khí, khí chi bạc ác, vạn vật nhược nhất", có nghĩa là vạn vật được sinh ra chỉ cùng từ một thể khí. Các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành, bát quái, tinh tượng làm cơ sở luận đoán đưa ra ý kiến của mình về thông tin trạch đất của mình. Khi kết hợp với cả hai thông tin trên thì các phong thủy sư sẽ đưa ra được thông tin chính xác nhất về trạch đất nhà bạn, cũng như là đưa ra các phương án hỗ trợ tốt nhất về xây dựng, tu tạo, sửa chữa cho căn nhà của bạn. Kết hợp từ hai yếu tố trên, ta sẽ có những trường hợp có thể xảy ra như sau. Trường hợp thứ nhất, trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất xấu vận. Sau khi tổng hợp phần thảo luận của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh Việt đã thống nhất đưa ra lời khuyên cho quý anh chị là đối với trường hợp này, chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc, sức khỏe của những thành viên ở trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, bình an của căn nhà. Nếu như phạm phải những thế sát lớn như long sinh bát sát, hoàng tuyển sát, mộ long biến vận sát, có thể sẽ ảnh hưởng tới nhân đinh trong nhà. Trường hợp thứ hai, trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại đắc vận hợp long phù long tương chủ thì xây dựng không gì cát bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm năm tháng ngày giờ cát lành, phù long tương chủ, nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành đồng thổ xây dựng. Ngoài ra thì gia chủ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng cần phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy phù hợp với trạch đất, với những người sẽ sinh sống trong căn nhà đó. Trong trường hợp tiếp theo, đất được vận nhưng trạch chủ không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường. Tuy nhiên thì cần chú ý khi xây dựng sẽ phải mượn được tuổi hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại vượng khí, cát khí, may mắn cho căn nhà mình sắp tiến hành xây dựng. Trong trường hợp này, gia chủ cũng cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy trong nhà, kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí phong thủy, tránh xung sát mang lại vượng khí cát lành, giúp những người sống trong nhà bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Trường hợp cuối cùng, đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây dựng, mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Nếu cố tình tiến hành xây sẽ ảnh hưởng rất xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe, gia đạo, nặng thì dẫn tới thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như trạch đất quá hung họa dẫn tới tổn thất về nhân đình. Tiếp theo, xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998, nam mệnh. Nam mệnh Mậu Dần sẽ thuộc cung Khôn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Tây Tứ trạch là Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần tránh bốn hướng xấu của Đông Tứ trạch sẽ là hướng Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát và Đông Nam là Ngũ Quỷ. Hướng Bắc bao gồm ba sơn Nhâm Tý Quý có giải độ số từ 337,5 đến 22,5 độ. Thái tuế tại Tý hướng Bắc là chính thái tuế, với nhà tọa Ngọ hướng Tý tọa phạm tuế phá và tam sát, hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Mệnh chủ Mậu Dần sinh năm 98 nam mạng xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Đông Tứ trạch không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tự quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá nhiều khó khăn, dễ tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi mắc bệnh khó chữa. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao tam bích chủ bị kiện tụng thị phi tranh chấp trộm cướp sẽ đáo tới phương này nên cần đặc biệt chú ý. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó, nhất là những gia chủ đang theo đường quan vận thì sẽ càng cần đặc biệt chú ý. Nếu muốn xây dựng tu tạo hay đang sinh hoạt trong những căn nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng.
được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hội Phong Thủy Tâm Linh Việt, Phong Thủy May Mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng Bắc kết hợp với tuổi gia chủ Mậu Dần sinh năm 98 sẽ rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây, mà chọn năm khác đẹp hơn rồi mới tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo, nặng thì dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút, nếu như xấu quá dẫn tới tổn thất nhân đình. Trong trường hợp mà gia chủ Mậu Dần sinh năm 98 đang ở nhà hướng này, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng Nam gồm ba sơn bính ngọ đinh từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa bắc hướng Nam cố gắng tận dụng và làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Ngoài ra thì gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Mệnh chủ Mậu Dần sinh năm 98 xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch không hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tương quái là khảm, chủ bị thị phi khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc khiến tài vận đi xuống. Gia đạo nhiều biến động, các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Cùng với đó theo huyền không phi tinh năm nay, sao nhị hắc mệnh phù đang thất lệnh, chủ bị bệnh tật tai ách cũng như sức khỏe ảnh hưởng không tốt tới gia đạo. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh Việt, Phong thủy May Mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng Nam kết hợp với gia chủ tuổi Mậu Dần, sinh năm 98 nam mạng rơi vào trường hợp thứ 3 là đất được vận nhưng trạch chủ không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường, nhưng sẽ cần chú ý trong khi xây dựng, cần mượn được tuổi hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại cát lành, may mắn, vượng khí, cát khí cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng. Trong trường hợp này, gia chủ cũng cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy trong nhà, kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát mang lại vượng khí, cát khí, giúp những người sống trong nhà bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Cùng với đó, trong khi tiến hành xây dựng, gia chủ cần sử dụng các phương án chấn hưng trạch đất, giúp ấm long vượng địa, mang lại bình an, may mắn cũng như tài lộc sức khỏe cho gia đình về cư trú tại đó. Vì vậy, năm mệnh Mậu Dần sinh năm 98 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ chấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy, chấn sát kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Còn đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ chấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy, chấn giữ tài lộc, kỵ tà hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Trong trường hợp mà trạch chủ nam mạng Mậu Dần sinh năm 98 đang ở nhà hướng Bắc, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng Đông gồm ba sơn giáp Mão Ất có giải độ số trên La Kinh từ 67,5 đến 112,5 độ. Những trạch đất hướng này là phạm ngũ hoàng đại sát, là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ nên những nhà tọa tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời. Vì vậy không nên làm ẩu kẻo rước họa vào thân. Đối với nam mạng Mậu Dần sinh năm 98 xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này phạm họa hại thuộc đông tứ trạch nên sẽ không hợp hướng. Họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ hướng tây nam tự quái là khôn, phạm vào thì bị quan vi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bị bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, nản chí, cô độc nghèo khổ nên sống vô cùng. Trường hợp nhà hướng đông kết hợp với nam mệnh Mậu Dần sinh năm 98 rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên
bên trên là đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây, cho năm khác đẹp hơn rồi mới tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành xây sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo, nặng thì dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như xấu quá dẫn tới tổn thất nhân đình trong nhà. Trong trường hợp mà mệnh chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 98 nam mệnh đang ở nhà hướng đông, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng Tây gồm 3 sơn, canh, dậu, tân, có giải độ số từ 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020, canh tí cử tử đáo đến, cử tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc, nên hướng này sẽ là hướng bán cát. Những nhà tọa mão hướng dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa giáp hướng canh và tọa ất hướng tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn, vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Ngoài ra thì gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến từ các chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất với trạch đất cũng như là phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Tuổi Mậu Dần sinh năm 98 nam mạng xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc tây tứ trạch nên hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ chủ quản tại hướng đông bắc tự quái là cấn, chủ về sức khỏe giàu có ngàn vàng không tật bệnh, nhân khẩu ruộng vườn xuất vật đại vượng, khoảng một năm có của vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Hướng tây bắc gồm 3 sơn tuất càn hợi, có giải độ số từ 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng tây bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tỵ hướng hợi tọa phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới vào năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất cát. Nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau đông chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Ngoài ra thì gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến từ các chuyên gia phong thủy để chọn được 5 tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Nam mệnh Mậu Dần sinh năm 98 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc tây tứ trạch hợp hướng được diên niên. Đây là sao vũ khúc thuộc kim, hướng tây bắc tự quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lộc xuất đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Còn về hướng đông bắc gồm 3 sơn sửu cấn dần từ 22,5 đến 67,5 độ. Năm canh tí 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim đáo và đông bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng dần không nên xây mới vì hướng dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch để xây mới. Còn nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Mậu Dần sinh năm 98 nam mệnh xây nhà và ở hướng này sẽ thuộc tây tứ trạch hợp hướng được sinh khí rất cát lành. Vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tự quái là trấn, chủ về nhân ái tài lộc, lợi cho làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách hứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng công ty, nhà hàng. Do nhà hướng tây, tây bắc và đông bắc kết hợp với tuổi gia chủ Mậu Dần sinh năm 98 nam mệnh rơi vào trường hợp thứ hai ta đã bàn luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phù long tương chủ thì xây dựng không gì cát bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm năm tháng ngày giờ cát lành phù long tương chủ nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành đồng thổ xây dựng. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng, cần phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy hợp với trạch đất với những người sẽ sinh hoạt trong căn nhà đó. Cùng với đó, do đây là hướng tốt, phù hợp với tuổi của gia chủ nên theo lưu niên từng năm, khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt cát lành, bình an, phát triển thuận lợi, nhanh chóng. Nếu những hướng này có xấu thì hợp với cái xấu khiến gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bùa vây, nặng thì gặp nạn mất máu. Vì vậy, với những hướng nhà hợp tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sẽ sử dụng bộ trấn trạch hoa mai trấn sát kỵ tà chiêu tài là phúc.
Ngoài ra, đối với căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Xét đến hướng đông nam gồm ba sơn thìn tốn tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 canh tí sau lục bạch táo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và đông nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng tốn, tọa hợi hướng tỵ, phạm mộ làm biến vận, không nên xây mới. Nếu xây, chọn ngày tháng cát lành tháng 3, tháng 4 âm lịch. Còn tọa thìn hướng tuất không phạm sát, nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Năm mệnh Mậu Dần sinh năm 98 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thủ hỏa tượng quái là ly, chủ đến nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tải tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Trường hợp nhà hướng này kết hợp với mệnh chủ nam mệnh Mậu Dần sinh năm 98 rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên, là đất không được vận kết hợp với trật chủ không được tuổi. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu, dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó, đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây, mà chọn năm khác đẹp hơn rồi mới tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả những người sống trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo, nặng thì dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu xấu quá dẫn tới tổn thất nhân đinh. Vì vậy, với những hướng nhà hợp với tuổi gia chủ, thầy Sa Cát và các thầy trong hiệp hội phong thủy tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ để hóa giải như sau. Đối với trường hợp nhà chưa xây dựng thì sẽ chọn năm khắc đắc vận, đắc long, đón thiên khí, vượng khí để tiến hành xây dựng. Còn trong trường hợp mà gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 98, nam mệnh đang ở nhà hướng đông nam này, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng tây nam gồm ba sơn Mùi, Khôn, Thân có giải độ số từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến tây nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới vào năm 2020 không được gắt cho lắm. Hơn nữa, năm 2020 sơn Thân phạm vào mộc kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa chọn tháng 9, tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Mậu Dần sinh năm 98 năm mệnh xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc tây tứ trạch hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào đại cát đại lợi. Phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng đông nam, tự quái là tốn, chủ về quan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do nhà hướng này kết hợp với tuổi gia chủ Mậu Dần sinh năm 98 nam mệnh rơi vào trường hợp thứ hai ta đã bàn luận bên trên, là trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phù long tương chủ thì xây dựng không gì cắt bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm năm tháng ngày giờ cắt lành phù long tương chủ, nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành động thổ xây dựng. Ngoài ra thì gia chủ cũng sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng, cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy hợp lý với trạch đất, với những người sẽ sinh hoạt trong căn nhà đó. Cùng với đó, do đây là hướng tốt phù hợp với tuổi của gia chủ nên theo lưu niên từng năm, khi có các giáo tốt đáo tới thì sẽ tốt, cát lành, bình an, phát triển thuận lợi nhanh chóng. Nếu những hướng này có xấu thì hợp với cái xấu, khiến gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bùa vây, nặng thì gặp nạn mất máu. Vì vậy, với hướng nhà hợp với tuổi gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong hiệp hội phong thủy tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sẽ sử dụng bộ trấn trạch hoa mai, trấn sát, kỵ tà, chiêu tài, nạp phúc. Ngoài ra, đối với căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Trên đây thì phong thủy may mắn đã phân tích
Nam mệnh tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 và những điều cần phải biết khi xây nhà vào năm 2020. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện như động thổ, tu tạo, sửa chữa sang ngày cưới hỏi cũng như những vấn đề liên quan tới phong thủy, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tâm môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.